Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mỗi một hành trình thắp sáng ước mơ thì chúng tôi đều đem đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh và cảm xúc chân thật nhất. Với mỗi huyện, thành phố mà chúng tôi đi qua thì đều có những ngôi nhà mới được xây nên và đều có những cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, yên ổn hơn. Và trong chương trình thắp sáng ước mơ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến với huyện Đại Từ. Và chúng tôi hy vọng rằng tại đây chúng tôi sẽ có được những nhân vật xứng đáng để nhận được sự hỗ trợ của chương trình thắp sáng ước mơ. Và bây giờ hãy cùng với Linh Giang di chuyển đến huyện Đại Từ quý vị nhé. Có lẽ ở xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, không ai là không biết đến hoàn cảnh của vợ chồng ông Hoàng Sĩ Văn và bà Nguyễn Thị Tuyến. Hai vợ chồng nghèo khó, bệnh tật, không con cái, lủi thủi sống nương tựa vào nhau. Nhà anh Văn đây là thuộc Hoàng Sĩ Văn, là gia đình có hai vợ chồng. Thì anh chị này là coi như là xây dựng gia đình năm 1983. Đấy, đến năm 1987 làm cái ngôi nhà đang ở đây. Hiện tại thì đúng mức là hai vợ chồng cũng bệnh tật nhiều. Chị thì bệnh tật nhiều, phụ nữ, còn anh thì sau khi xây dựng gia đình thì anh cũng nhiều các thứ bệnh. Một là bệnh trĩ, hai là huyết áp, ba là coi như là tắc nghẽn các cái tĩnh mạch và cái cột sống. Nó tóm lại nhiều bệnh tật, thế là mấy anh ấy ngọng bẩm sinh. Thế thì đúng mức là không có con thì cái cuộc sống thì nó cũng rất là vất vả. Thì qua trong cuộc sống của bà con nhân dân trong xóm thì đúng mức là cũng ưu tiên tất cả mọi cái chế độ chính sách, thì nói tóm lại là xóm bình xét đúng là thực chất là hộ nghèo. Đấy. Thì gia đình chỉ có sản xuất về chủ yếu là hai sào ruộng nông nghiệp. Thế thì anh chị thì coi như là trong cuộc sống thì gọi là trồng cây rau, rồi là đi chợ gọi là trồng cũng trọt các thứ để bán để kiếm cuộc sống thôi. Bao năm chung sống cũng là bấy nhiêu năm ông bà sống cùng, cảm thông và chia sẻ nỗi đau bệnh tật cùng nhau. 63 tuổi, những ngày đi viện nhiều hơn ở nhà, mang trong mình đủ thứ bệnh, sức khỏe suy kiệt khiến ông Văn giờ chẳng thể làm nổi cả việc nhà. Cố làm đấy rồi bệnh lại phát tác, rồi người vất vả lại là bà Tuyến, vợ ông. Nhìn người vợ tảo tần, một mình gánh vác mọi việc lớn nhỏ mà lực bất tòng tâm. Tôi rất lo cho vợ vất vả sau này, làm ăn tôi ốm đau chẳng hạn, không đi được thì lúc vợ nó nợ tôi thế thôi. Đợt 2004 đứa cổ nó đô đi xuống xã, thế là từ năm giờ có năm đi viện hai lần, năm nào cũng phải đi viện cô ạ. Xong rồi bị cái bệnh mà nó sập mắt này, không nhìn gì đâu, bây giờ bình thường như thế thôi mà nếu mà lúc nào bị là cứ nằm một chỗ không đi đâu được. Còn tôi thì thiếu máu não, tôi hay chóng mặt lắm, bây giờ tôi cũng không làm cái gì đâu, lưng như thế rồi bây giờ hỏng hết rồi. Bà Tuyến vốn chậm chạp, sức khỏe cũng chẳng bằng người. Hai con người tận cùng cuộc khốn khó, nương tựa nhau, cố gắng mấy cũng vẫn mãi quẩn quanh với những khó khăn, bệnh tật. Cuộc sống của ông bà luôn quay cuồng trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ông Văn đau ốm liên miên, nhà có hai sào ruộng, bà Tuyến có gắng làm, dẫu được mùa cũng chẳng đủ ăn. Còn tiền đi viện, tiền mua thuốc điều trị cho ông. Rồi khi mùa mưa bão đến, ông bà lại thêm nấp nấp nỗi lo sợ. Bởi căn nhà vốn được làm từ sự chắt chiu, đùm bọc của bố mẹ, anh em họ hàng ông Văn ngày nào, giờ đã xuống cấp. Nhà xây bằng gạch tự đóng, chỉ cần cơn mưa nhỏ, tường ngấm đủ nước rồi tự bở, bong xuống cả màng, đổ sập bất cứ lúc nào. Căn nhà cũ kỹ lụp sụp, hai vợ chồng ông Văn cũng không có khả năng sửa sang lại. Mưa to gió lớn, hai con người ốm yếu, biết trông chạy vào đâu. Rất vất vả, không ngon, không có việc làm, ốm đau suốt. Tôi chỉ nhớ là mong máng là năm 55, ruộng đất như thế này, thỉnh thoảng nó vách như là bước ngô nhìn như thế này. Đấy. Tôi không có tiền,
vì vất vả không làm được nhà. Nhưng gió phát là nó phải lên đánh gió, không dám ở nhà. Đấy ạ. Để nước làm được căn nhà đào vàng sạch sẽ, cho vợ nằm đi làm, nôi không làm được. Nghỉ ốm đau như này suốt, tháng nào phải đi viện. Mưa bão thì chúng tôi tiền chạy cho các nhà em ở thôi, có sợ nó sụp ấy, tiền chạy sang các nhà em chú, em thím ở thôi. Mà không ở nhà đâu, ở nhà sợ là nó bão nó sụp xuống ấy, không dám ở. Tôi thì cảm thấy là vất vả lắm, tôi cũng cố gắng nhiều lắm, bây giờ không thể cố gắng được cô ạ. Nếu mà tự nhiên làm nhà tôi không thể làm được. Bây giờ thì nhờ tỉnh với lại huyện với lại các cấp giúp đỡ gia đình tôi. Sau này tôi có cái gian nhà, gian cửa tôi ở để chồng một chỗ ở. Đi chồng tôi thì ốm đau suốt ngày đi viện đấy. Chuỗi khó khăn cứ thế nối dài, anh em họ hàng, bà con hàng xóm thương cảm hoàn cảnh nhà ông Văn và đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ nhiều. Bờ gạo, mớ rau, đồng chợ, rồi cả tiền thuốc, tiền đi viện, mỗi người hỗ trợ một ít. Nhưng lo và trăn trở nhất vẫn là ngôi nhà. Ước mong dựng được ngôi nhà mới an toàn, giờ không chỉ của riêng vợ chồng ông Văn, mà ai cũng mong và sẵn sàng giúp đỡ vợ chồng ông. Ngoái thì cũng trên để cũng có ý kiến để coi như là làm từ năm ngoái thôi. Thế nhưng mà gia đình cũng không có điều kiện. Ốm năm ngoái thì làm bệnh đi viện liên tục. Thế do vậy không có cái điều kiện để coi như là làm nhà. Thế giờ hiện tại đúng là chúng tôi là đồng chí trưởng xóm này mới mặt trận đến là coi như là động viên để gia đình anh em. Đấy. Tức là anh em chú bác thứ là coi như tạo mọi điều kiện để coi như là năm nay nếu được thì coi như làm nhà đi, không thì bây giờ sức khỏe yếu này, không có cái chỗ ở được thì cũng không ở nhà chú nhà bác được. Thế do vậy là cố gắng để làm cái gian nhà nên ở, thì cũng đề nghị đây thì cũng có giáo xứ xã Yên Lãng thì cũng đề xuất bên trên đấy, thì coi như là cũng trên cha giáo xứ bên công giáo thì cũng kết hợp để coi như là chung tay cùng với lại cơ sở, cùng với lại địa phương, cũng đề nghị nhà nước để hỗ trợ cho gia đình anh Văn này có một căn nhà để coi như là trong cái cuộc sống còn lại để coi như để có ngôi nhà để ở cho chắc chắn. Nhà ở thì cũng đã xây bằng gạch vôi từ những năm 1987, nay đã xuống cấp. Lần mái nhà thì đã dột, đã tường nhà thì đã rạn nứt và bong chóc. Thì nếu mà được chương trình hôm nay hỗ trợ thì gia đình sẽ cố gắng sẽ sử dụng phần kinh phí để thực hiện xây dựng nhà ở. Và trong chương trình hỗ trợ nhà ông Hoàng Sĩ Văn thì Ủy ban Mặt trận Quốc xã đã gặp gỡ linh mục và ban hành giáo cũng như ban cai tác, ban bác ái của giáo xứ Yên Lãng sẽ cùng đồng hành để dùng cái kinh phí đấy và dùng vận động bà con giáo dân sẽ giúp cho ngày công cũng như là thi công để dựng ngôi nhà, để cho có một ngôi nhà thì gia đình ốm đau hoàn cảnh như này thì an tâm để sinh sống. Trong những năm qua thì giáo xứ được sự cho phép của cha xứ, ban hành giáo và con giáo dân đồng hành cùng với cha xứ rồi các cấp chính quyền cũng chung tay cùng với chính quyền để hỗ trợ những gia đình khó khăn. Trong giáo xứ thì có nhóm ca ly tác rồi là cha xứ. Được sự điều hành của cha xứ thì đồng hành như ví dụ như là vật chất, rồi là công thợ xây dựng, rồi là tinh thần. Ai cũng thương cảm, sẵn lòng giúp đỡ. Hai vợ chồng chỉ cần căn nhà nhỏ, đủ an toàn, che mưa, chắn nắng là đủ. Chẳng mong ước gì xa xôi. Hy vọng trong lần tới trở lại, chương trình Thắp Sáng Ước Mơ sẽ kết nối và gắn kết được thêm những tấm lòng hảo tâm để ước mong của vợ chồng ông Văn cũng như của bà con xóm Nhất Trí sớm thành hiện thực.
Trở lại gia đình ông Văn lần này cùng các mạnh thường quân, chúng tôi mang theo niềm vui, niềm hy vọng. Vẫn khung cảnh và những con người ấy, mà không gian hay trên khuôn mặt của mỗi người như thêm phần rạng rỡ. Xây nhà mới, mỗi người một nỗi lo, nhưng tất cả cùng đồng lòng, lá rách ít đùm lá rách nhiều, cùng chung tay hỗ trợ gia đình ông Văn. Đối với chương trình Thắp sáng ước mơ do Mặt trận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Thái Nguyên thực hiện, chúng tôi thấy rằng là cái chương trình Thắp sáng ước mơ này rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Các đối tượng thì là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp và chúng tôi đến tận nơi. Qua những cái vòng khảo sát như vậy thì chúng tôi là hoàn toàn tin tưởng đối với lại những cái chương trình này. Thêm vào đó thì chúng tôi thấy rằng là các đối tượng mà được hỗ trợ thì đều hoàn toàn xứng đáng để có những cái phần hỗ trợ như thế này. Chúng tôi thấy rằng thì ngoài cái trụ cột cái chương trình mà phát triển của Tin Di đó là về phát triển kinh tế, phát triển xã hội đi đôi với môi trường, và trong cái việc mà phát triển kinh tế và xã hội đấy thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà có trách nhiệm với cộng đồng địa phương cũng là một trong những cái trụ cột phát triển kinh tế của đơn vị. Ngoài cái việc mà có phần lợi nhuận ra thì chúng tôi cũng chia sẻ và tri ân một phần lợi nhuận để đóng góp với cộng đồng địa phương, để mong muốn rằng là cộng đồng địa phương đây thì có những cuộc sống tốt đẹp hơn, và chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé và động viên về mặt vật chất, và quan trọng nhất là động viên về mặt tinh thần để cho những cái người dân đây thì có những cái động lực để họ là vượt qua những cái giai đoạn khó khăn để có những cuộc sống tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Cùng với những tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng chương trình Thắp sáng ước mơ ngày hôm nay, căn nhà mới của ông Văn sẽ sớm hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu của chương trình Thắp sáng ước mơ thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực và đầy xúc động về hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng Sĩ Văn ở xóm Nhất Trí của xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Và chắc chắn những hình ảnh vừa rồi đã gây cho quý vị và các bạn những tình cảm dành riêng cho gia đình anh Hoàng Sĩ Văn. Và sau khi những hình ảnh về gia đình anh Hoàng Sĩ Văn được phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự tài trợ, sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan đơn vị. Và ngày hôm nay quay trở lại cùng với gia đình anh Hoàng Sĩ Văn thì chúng tôi đã có sự tham dự của các vị lãnh đạo, đại biểu cùng các nhà tài trợ. Linh Giang xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của lãnh đạo tỉnh, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Về phía đại biểu huyện Đại Từ, xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Bạch Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ. Về phía đại biểu xã Yên Lãng, xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Xuân Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Lãng. Trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Thực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của những tấm lòng hảo tâm. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Trân trọng giới thiệu đại diện Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Huynh, Trưởng ban Bác ái Giáo xứ Yên Lãng, đơn vị sẽ đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là một ngày rất đặc biệt đối với gia đình của ông Hoàng Sĩ Văn, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày chúng ta có sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm, và chắc chắn ước mơ xây dựng căn nhà mới dành cho gia đình ông Hoàng Sĩ Văn sẽ sớm trở thành hiện thực. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu phần quà đầu tiên sẽ đến từ đại diện Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên dành cho gia đình ông Hoàng Sĩ Văn. Thay mặt cho công ty, xin là trân trọng cảm ơn tấm lòng của Công ty Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên. Và phần quà tiếp theo sẽ đến từ Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ. Xin là trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Bạch Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ sẽ lên trao quà cho gia đình ông Hoàng Sĩ Văn. Chúng tôi rất vui mừng khi mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh của chương trình Thắp sáng ước mơ sau khi lên sóng thì đều đã nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ chung tay từ các tấm lòng hảo tâm. Và ngày hôm nay ước mơ xây dựng căn nhà mới của gia đình ông Hoàng Sĩ Văn sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta có sự chung tay góp sức từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Lúc này thì Linh Giang xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ lên trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Hoàng Sĩ Văn.
Và ngoài số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng thì chúng ta sẽ có sự đồng hành chung tay góp sức cho đến khi ngôi nhà của ông Hoàng Sĩ Văn được hoàn thiện. Đó chính là đến từ giáo xứ Yên Lãng, đơn vị sẽ đồng hành cùng với gia đình ông Hoàng Sĩ Văn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mỗi một chương trình Thắp Sáng Ước Mơ sau khi lên sóng thì chúng tôi luôn luôn mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ đến từ những tấm lòng hảo tâm. Bởi vì ở trong cuộc sống và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của chúng ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay góp sức của chương trình Thắp Sáng Ước Mơ. Và chắc chắn chương trình Thắp Sáng Ước Mơ sẽ là một hành trình lan tỏa yêu thương. Và quý vị và các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Thắp Sáng Ước Mơ vào mỗi 21:30 thứ Bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Và bây giờ chương trình xin phép được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hiện nay trên địa bàn huyện Đại Từ thì qua rà soát thống kê từ đầu năm thì chúng tôi còn 416 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình diện hộ nghèo và hộ cận nghèo là có cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thế và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chúng tôi thì cũng tham mưu đối với cấp ủy xây dựng cái kế hoạch số 04 và mục tiêu của năm 2023 chúng tôi sẽ xây dựng và hỗ trợ cho 110 ngôi nhà. Thế và đến thời điểm này đến 20 tháng 6 của năm 2023 thì chúng tôi đã và đang thực hiện khởi công và hoàn thiện được 56 ngôi nhà. Và trong cái chương trình Thắp Sáng Ước Mơ này thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chúng tôi phối hợp với lại mặt trận của địa phương cơ sở lựa chọn các cái hộ gia đình có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện cái chương trình Thắp Sáng Ước Mơ này. Trong đó thì tại đơn vị xã Yên Lãng thì gia đình hộ nhà anh Văn là hộ gia đình thuộc người Công giáo ở giáo xứ Yên Lãng. Thì cái điều kiện của gia đình anh Văn cũng rất là khó khăn. Và cũng thấy rằng là cái chương trình Thắp Sáng Ước Mơ thì trong những năm qua thì cũng đã hỗ trợ đối với là bà con nhân dân huyện bàn huyện Đại Từ cũng như là chung tay cùng với huyện Đại Từ chúng tôi để hoàn thành cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra ở đầu năm.